Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Không truy kích, quay lại nhìn sứ bà ngầm hỏi. Như vậy, đã thắng chưa? Không ngờ Bạch Dạng Kiếm gặp địch càng mạnh thì dũng khí lại càng tăng. A Tú bình yên vô sự. Đáng lẽ nỗi hận của hắn đối với Thạch Trung Ngọc phải tiêu giảm đến 9 phần 10. Nhưng lòng khinh bỉ, tính cách gian xảo bị ổi thì chưa giảm bao nhiêu. Huống gì Thạch Trung Ngọc là một giả hậu bối bản môn, nếu chịu thua gã thì còn chi là thể diện. Bạch Dạng Kiếm thét lên. Tiểu tử, xem kiếm này. Rồi hắn tiến lên 3 bước, phóng kiếm đăng tới. Khi Thạch Phá Thiên dùng đao lên gạt, Bạch Dạng Kiếm không để cho thanh kiếm của mình chạm vào đơn đao của chàng. Lập tức hắn biến chiêu, xoay mũi kiếm lại đâm xé lên yết hầu đối phương. Chiêu kiếm này gọi là tuyết mê hồng trảo, bộ vị tính toán rất đúng, phát huy được tuyệt nghệ của tuyết sơn kiếm pháp. Trương Tam khen ngợi. Hảo kiếm pháp! Thạch Phá Thiên bèn hoành đao chém vào cánh tay đối phương. Đây là chiêu đạp tuyết tầm mai trong kiếm ô đao pháp, chính là khắc tinh của chiêu tuyết mê hồng trảo trong tuyết sơn kiếm pháp. Sau khi người ta đạp trên mặt tuyết để tìm qua mai, dấu vết trước đó trên mặt tuyết dĩ nhiên không thể tìm được nữa. Trương Tam lại khen. Hảo đào pháp! Hai người càng đấu càng nhanh, Bạch Dạng Kiếm hơn ở chỗ kiếm pháp thuần thục, nhưng về nội lực thì Thạch Phá Thiên chiếm được thượng phong. Hai bên qua lại hơn 20 chiêu nữa, Thạch Phá Thiên phóng đao đâm lẹ vào trước ngực. Đao thế rất lợi hại, Bạch Dạng Kiếm không kịp tránh né, bị ép phải đưa ngang thanh kiếm ra đỡ. Bỗng nghe đánh choảng một tiếng, trường kiếm trong tay Bạch Dạng Kiếm bị gãy đôi. Thạch Phá Thiên lập tức thu đao lùi lại phía sau. Bạch Dạng Kiếm sắc mặt xám xanh, giật lấy trường kiếm trong tay một tên đệ tử phái Tuyết Sơn đứng cạnh, lại đâm tới trước mặt Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên kịch đấu một hồi, nội lực xúc tích trong thân thể chàng càng lúc càng phát sinh thêm. Mỗi đao chàng chém tới đều khiến cho Bạch Dạng Kiếm khó mà chống đỡ. Vì nội lực đã phát huy vào lưỡi đao vô cùng lợi hại, thêm mấy chiêu nữa lại nghe đánh rất một tiếng, thanh kiếm trong tay Bạch Dạng Kiếm gãy đôi. Bạch Dạng Kiếm lại đổi một thanh kiếm khác, được 4 chiêu lại gãy. Hắn cầm thanh kiếm, lớn tiếng nói. Nội lực của người mạnh hơn ta, nhưng chiều số, ta không chịu thua người. Hắn liền thanh kiếm gãy đi, lại xoay tay lấy một thanh kiếm khác, xông lên đánh tiếp với Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên nghiêng người đi tránh né, chỉ mong sử bà hạ lệnh ngừng đấu. Chàng không ngừng lướt sang bà, nhưng lại thấy bà ta có vẻ đắc chí. Còn ánh mắt A Tú đứng bên thì lại có phần lo lắng quan tâm. Chàng động tâm nhớ lại ngày trước ở đảo Tử Yên, nàng từng dặn dò mình. Người trong võ lâm đều rất hiếu danh, nhân vật nổi tiếng mà đã thương đại ca thì chẳng sao, nhưng nếu bại vào tay đại ca thì họ còn khó chịu hơn là chết. Vì thế mà lúc tỉ võ hay hơn hết là đại ca để người ta có lối thoát. Chàng thấy vẻ mặt Bạch Dạng Kiếm cực kỳ nghiêm trọng thì buồn bảo dạ. Y là một người rất có danh vọng trong phái Tuyết Sơn, mà nay ở trước mặt đông người bản phái thế này, nếu bị mình đã bại thì còn chi là thể diện. Nhưng nếu ta chịu thua y thì sư phụ lại không cho ta gặp A Tú nữa. Bây giờ biết làm thế nào? Phải rồi, để ta sử chiêu bàn cổ trắc kích mà nàng đã dạy ta, để giữ lấy thế không thua không thắng là được rồi. Nghĩ tới đây, trong óc chàng lóe lên một tia sáng, chợt tỉnh ngộ ngay. Chàng tự nhủ, lúc ở đảo Tử Yên ta đã hứa với A Tú là khi tỉ võ với người khác nhất quyết không cạn tàu ráo máng, hễ tha người được thì phải tha ngay. Nàng đã cảm kích vô cùng, lại còn quỳ xuống lại ta. Cái lời ấy chính là vì cuộc chiến hôm nay. Nếu không vì phụ thân, hà tất nàng phải lạy ta? Thì ra ngày ấy nàng thấy sử bà truyền thụ đao pháp cho ta, đã nghĩ đến phụ thân mình chắc chắn không địch nổi. Thạch Phá Thiên nghĩ vậy, bèn thi triển chiêu bàn cổ trắc kích, bên tả chém một đao, bên hữu chém một đao, trước ngực để sơ hở. Bạch Dạng Kiếm thấy đối phương lộ ra sơ hở, bất giác phấn khởi tinh thần. Hắn không nghĩ ngợi gì nữa, phóng kiếm đâm thẳng vào trước ngực đối phương. Vào lúc ấy, Thạch Phá Thiên dung đao chém xuống phía trước một nhát.
mũi kiếm Bạch Dạn Kiếm phóng tới còn cách ngực chàng một thước, bỗng đụng phải lưỡi đao này chém xuống. Toàn thân hắn rung bắn lên như người bị điện giật, thanh kiếm rung động ngân lên những tiếng u u mãi không dứt. Thạch Phát Thiên lại lùi hai bước nữa, ngã bụng. Ta đánh gãy của ông ấy ba thương trường kiếm, muốn giữ thế hòa thì cũng chịu gãy một thanh đơn đao mới phải. Chàng liền ngắm ngầm giọng nội kình vào tay, nghe cách một tiếng, thanh đao bị gãy làm hai đoạn. Người ngoài cứ tưởng là thanh đao bị gãy vì luồng kình lực ở lưỡi kiếm xô ra. A Tú thở phào một cái như cất được gánh nặng, nàng lớn tiếng gọi. Gia Gia, đại ca, cuộc tỷ đấu này hai bên ngang sức, không ai thắng ai. Nàng quay lại nhìn Thạch Phá Thiên, mỉm cười tự nhủ. Chàng vẫn còn nhớ được là mình dặn ngày trước, để người ta mà làm thế. Thạch Lan xử sự thật là phải phép, tình nghĩa đối với mình thật là thâm trọng. Trong lòng nàng mừng rỡ không tả xiết. Bạch Dạn Kiếm thì sắc mặt không còn chút huyết sắc, thanh kiếm trong tay cắm xuống đất ngập hơn nữa. Hắn nhìn Thạch Phá Thiên nói. Người cố ý nhường ta chiêu này, Bạch Mộ đâu phải là không biết. Người không muốn để ta mất mặt trước đám đông, thanh tình này cũng khá đủ rồi. Sứ bà ra chiều đắc ý nói. Hài Nhi, người bất tất phải lấy thế làm khó chịu. Đào pháp đó ta đã dạy cho gã, rồi đây sẽ đem truyền cho Hài Nhi. Người có thua gã cũng là thua ta. Chúng ta là nghe con trong nhà, có ai đâu mà ngại. Trước kia một căm hận trong lòng, hễ mở miệng là thóa mạ lão chó già thằng chó con không nhứt. Nhưng bây giờ mụ thấy Thạch Phá Thiên dùng kim ô đao pháp đã bại được con trai, tức là mụ đã thắng thế Lan Quân, trong lòng thỏa mãn, bèn lấy lời ngọt ngào để an ủi con. Bạch Dạn Kiếm nghe mẫu thần nói, không biết nên cười hay nên khóc, hắn đành nói. Đào pháp của mẫu thần quá là lợi hại, e rằng Hài Nhi ngu xuẩn không học nổi. Sĩ bà đi đến cạnh hắn, vuốt đầu vỗ vai, ra vẻ yêu thương rồi nói. Hài Nhi còn thông minh hơn tử tử ngu ngốc kia nhiều. Gã học được thì sao Hài Nhi lại không học được? Rồi mụ quay lại Thạch Phá Thiên. Màu màu tới khấu đầu trước nhạc phụ của ngươi đi. Thạch Phá Thiên ngẩn người ra một chút rồi mới hiểu ý. Chàng vừa kinh ngạc vừa quan hỷ. Trong về Bạch Dạn Kiếm khấu đầu sụp lại. Bạch Dạn Kiếm vừa lặng người tránh né, giọng dịu nói. Khoan đã, việc này thông thả rồi sẽ tính. Đặng hắn quay lại nói với Sử bà. Mẫu thần, thằng lõi này tuy võ công cao cường nhưng phẩm hạnh tồi tàn, ta không nên vội vàng làm lỡ cuộc chung thân của A Tú. Lý Tứ bỗng dõng dạc lên tiếng. Được rồi, được rồi, ngươi nhận người ta là con rể cũng được, mà không cũng không sao. Chúng ta không đợi uống rượu mừng đâu. Ta thấy trong phái Tuyết Sơn không còn ai võ công cao bằng tiểu huynh đệ này. Thế thì y có phải là trưởng môn không? Các vị có phục hay là không phục? Bạch Dạn Kiếm thành tự học và hết thảy đệ tử phái Tuyết Sơn không ai lên tiếng. Người thì tự biết võ công mình không bằng, người thì chỉ mong chàng nhận chức trưởng môn rồi đến hiệp khách đảo chịu chết. Vì thế mà trong nhà đại sảnh yên lặng như tờ, không ai lên tiếng. Tiên Tam lấy trong bọc ra hai tấm bài đồng, mỉm cười nói. Chúc mừng huynh đệ, lại làm thêm trưởng môn phái Tuyết Sơn, nhận lấy hai tấm bài đồng này đi. Hắn nói xong, liếc nhìn Thạch Phá Thiên, nháy mắt mấy cái. Thạch Phá Thiên sửng sốt tự hỏi. Đại ca nhận ra ta rồi ư? Ta chưa nói câu nào, sao lại bại lộ hành tung được? Chàng có biết đâu, Trương Tam Lý Tứ võ công đã cao cường thì kiến thức cũng hơn người. Tuy chàng chưa lên tiếng mà cử chỉ cũng chưa lộ hình tích, nhưng vừa rồi chàng đã động thủ cùng Bạch Dạn Kiếm. Về đao pháp thì chẳng nói là gì, song nội lực chàng thâm hậu, ít thấy trên chốn giang hồ. Trương Tam và Lý Tứ đã cùng chàng thi uống rượu độc, đã phải tâm phục nội lực đó, nên vừa nhìn thấy nội lực phi thường là nhận ra chàng ngay. Thạch Phá Thiên thấy Trương Tam đưa đồng bài ra trước mặt mình, thì nghĩ bụng. Khi ở bàn Trường Lạc, ta đã tiếp nhận thẻ đồng. Tiếp nhận một lần là chết, tiếp nhận hai lần, bất quá cũng chết là cùng. Vậy bây giờ, ta nhận nữa cũng chẳng hề gì. Chàng Tam đưa ra đón lấy bài đồng, bỗng nghe Sử bà la lên. Khoan đã,
Thạch Phá Thiên đưa hai tay ra nửa chừng, lại rụt về, quay lại nhìn Sử bà, mụ lên tiếng nói. Ngôi trưởng môn phái Tứ Sơn đã nói rõ là căn cứ vào võ công được quyết định, như vậy kể như ngươi đã đoạt được rồi. Có điều ta thấy lão chó già đã làm trưởng môn, ngoài phần chưa tới đâu mà đã ngông cuồng tự phụ, nhưng bây giờ cũng muốn làm trưởng môn chơi một phen. Hai tử, ngươi nhường lại chức trưởng môn cho ta đi. Thạch Phá Thiên ngạc nhiên nói. Đồ đệ nhường cho sư phụ à? Hành động này của Sử bà là hết sức chí tình với chàng và A Tú. Bà không muốn chàng mất mạng trên hiệp khích đảo. Chính mình, còn dù Thạch Phá Thiên đã nhận bài đồng ở trường Lạc Bang, mà ta hoàn toàn không biết. Sử bà tức giận quát lên. Sao? Ngươi không chịu? Vậy chúng ta lại phải tỷ đấu, căn cứ vào võ công ấn định. Thạch Phá Thiên thấy mụ nổi giận, chàng không dám nói gì nữa, một miệng dân dạ rồi không ngưng ngồi lại. Sử bà cười ha hả nói, bây giờ ta là chủ môn phái Tứ Sơn, có ai chưa phục không? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng cảm thấy diễn biến này hết sức kỳ cục, nhưng chẳng ai dám hé răng. Sử bà đã bước tiến lên, đón lấy hai tấm bài đồng trong tay Trương Tam rồi nói, chủ môn mới của phái Tứ Sơn là Sử Thị, đa tạ quý đảo đã đưa thư mời, xin hẹn đến kỳ sẽ tới dự yến. Trương Tam cười ha hả nói, lão phu nhân, tuy bà đích thân nhận lấy đồng bài, nhưng lát nữa Hoài Đức tiên sinh tỷ võ với bà thì chức chủ môn chắc không giữ được. Được rồi, phu phụ của bà sẽ quyết thắng bại sau, vị nào võ công cao hơn sẽ là trưởng môn phái Tứ Sơn. Rồi gã cùng Lý Tứ mỉm cười xoay mình giọt ra cửa. Chưa chớp mắt xong, tiếng cười của hai người đã ở ngoài xa mấy chục trượng rồi. Sử bà ngồi trên ghế thái sư giữa đại sảnh, lạnh lùng lên tiếng. Mở khóa xiềng xích cho bọn người kia ra. Liên tự tiến lên tiếng. Sư tử, căn cứ vào gì mà phát lệnh? Chức trưởng môn phái Tứ Sơn đâu phải là đồ chơi con nít, lấy tình riêng mà truyền thụ cho nhau. Thành tự học, tề tự miễn cũng hùa theo. Sư tẩu, sử đao chứ không sử kiếm, không phải là chiêu số phái Tứ Sơn thì làm trưởng môn bản phái thế nào được? Lúc Trương Tam Lý Tứ còn ở đại sảnh, mọi người chỉ mong sao tấn khứ được hai tên quỷ sứ đó đi càng sớm càng tốt. Lại mong có người đứng ra đến hiệp khách đảo chịu chết thay cho họ, nhưng bây giờ hai người bỏ đi rồi, mọi người coi như vận hạn đã qua. Nghĩ lại mình đã trút phí chuẩn môn, phạm tội phản nghịch cũng không phải là chuyện nhỏ. Thế là trong đại sảnh lại bắt đầu nguyên ngáo. Sử bà nói, được lắm, các người không phục ta làm chuẩn môn thì cũng chẳng hề chi. Ngụ sát hai tấm bài đồng trong tay vào nhau, bật thành tiếng len keng rồi nói tiếp. Người nào muốn lên làm chuẩn môn để tới hiệu cách đảo dự yến lập bát thì cứ qua đây nhận lấy tấm bài đồng này. Vừa rồi gã mập kia đã nói, bài đồng tuy là ta nhận, nhưng môi trưởng môn phái Tứ Sơn còn có thể dựa vào gió công mà phân định. Ngụ đưa mắt nhìn bọn thành tự học, tề tự miễn, liên tự tiến, mọi người đều quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mặt ngụ. Phong dặn Lý nói, bấm sư nương, mọi người đã phạm thượng làm loạn, ngỗ nghịch với sư phụ, thật là đáng tội muôn thác. Nhưng bên trong cũng có chỗ khổ tâm không nói ra được. Hắn nói tới đó, quỳ hai chân xuống đất, dập đầu lia lịa rồi tiếp. Bây giờ sư nương lên làm trưởng môn bản phái thì còn gì hay hơn nữa. Sư nương có giết đệ tử cũng cam lòng chịu chết. Nhưng đệ tử chỉ xin sư nương ban lệnh đại xá để mọi người được yên lòng, tránh khỏi đại họa người trong một phái tàn sát lẫn nhau. Sử bà nói, sư phụ ngươi tâm địa không tốt, làm gì ta chẳng biết. Lão đã chặt đứt cánh tay của ngươi, đó là một chuyện sai lầm rất lớn. Việc này đầu mưu thế nào, ngươi hãy nói cho ta nghe. Phong Dạng Lý lại dập đầu binh binh hai cái nữa rồi nói. Từ khi sư nương cùng Bạch Sư Ca và các sư đệ xuống núi, ngày nào sư phụ cũng nóng nảy, đệ tử bị sư phụ đánh mắng, thì chỉ là chuyện nhỏ, mọi người đã chịu ơn sâu của sư môn, chẳng khi nào dám buông lời quán thán. Nhưng nửa tháng trước đây, đột nhiên có hai lão già đến viếng sư phụ, họ tự xưng là họ Đinh, một là Đinh Bất Tam, một là Đinh Bất Tứ.
Sử bà bà nghe đến đó, bỗng giật mình kinh hãi ngắt lời. Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, hai gã này đến thành Lăng Tiêu có chuyện gì? Phong Vạn Lý nói. Hai lão này, sau khi đến thành Lăng Tiêu, đã cùng sư phụ mật đàm trong thư phòng. Họ nói những gì, bọn đệ tử đều chẳng ai hay. Chỉ biết, hai lão kia đã đắc tội với sư phụ. Ba người to tiếng tranh chấp. Bọn đệ tử nghĩ, sư phụ một mình không địch nổi hai người. Vì thế mà canh giữ ngoài cửa phòng, chỉ đợi sư phụ hô lên một tiếng là xông vào đối phó với họ. Bọn đệ tử thấy sư phụ tức giận vô cùng, cãi nhau ầm ầm với Đinh Bất Tứ. Người nói những gì là Bích Loa Sơn, Tử Yên Đảo, lại nhắc đến tên bà Tiểu Thúy nào đó. Sử bà hắn giọng một tiếng, sai sầm nét mặt. Nhưng mụ nghĩ bọn đồ đệ không biết khuê danh mình là Tiểu Thúy, nói ra thì chẳng hay ho gì, nên chỉ hỏi. Rồi sao nữa? Phong Vạn Lý nói. Sao không hiểu vì lẽ gì? Hai bên đi đến chỗ động thủ. Trong thư phòng, trưởng phòng rít lên dù dù. Mọi người chưa được hiệu lệnh của sư phụ nên không dám tiến vào. Sau một lúc, tường gách bị chấn động đổ xuống, bọn đệ tử mới nhìn thấy sư phụ đang cùng Đinh Bất Tứ động thủ. Còn Đinh Bất Tam chỉ thõng tay đứng xem. Trưởng phòng hai người chấn động bốn bức tường thư phòng phải nứt ra. Cuộc đấu kéo dài khá lâu. Vì sao Đinh Bất Tứ không địch nổi thần lực của sư phụ, bị sư phụ đánh một chiêu trúng ngực, học máu tươi ra? Sử bà bà à lên một tiếng. Phong Vạn Lý lại kể tiếp. Sư phụ lại phóng tiếp chưởng thứ hai ra. Bây giờ Đinh Bất Tam mới ra tay ngăn cản, rồi nói, đã phân thắng bại rồi, còn đánh làm gì nữa? Vụ này đâu phải mối thù chẳng đội trời chung. Lão nâng đỡ Đinh Bất Tứ dậy, rồi cả hai rời khỏi thành Lăng Tiêu. Sử bà gật đầu hỏi, bọn họ đi rồi sau này có trở lại nữa không? Phong Vạn Lý đáp, hai lão đó không trở lại, nhưng từ đó thần trí sư phụ trở nên bất thường, suốt ngày người cứ cười ha hả lảm nhảm một mình. Thằng giặc già Đinh Bất Tứ là bại tướng dưới tay ta, lần này hắn bị thua đã phải tâm phục khẩu phục rồi. Nhưng hắn nói Tiểu Thúy đã từng theo hắn đến núi Bích Loa. Sử bà tức quá quát lên, nói láo, làm gì có chuyện đó. Phong Vạn Lý dân dạ liên tiếp rồi nói tiếp. Sư phụ cũng nói tên lão tặc kia rõ ràng đã lừa gạt ta. Tiểu Thúy là cái gì mà đến Bích Loa Sơn của hắn? Chẳng qua mà không chừng hắn nói thật, nhất thời người ta không quyết định được chủ ý. Sử bà vẻ mặt xám xanh lại quát lên, lão chó già nói trăng nói cuội, làm gì có chuyện không quyết định chủ ý? Phong Vạn Lý chẳng hiểu ý sử bà ra sao, lại dân dạ một hồi. Sử bà lại hỏi, lão chó già kia còn nói gì nữa không? Phong Vạn Lý hỏi, phải chăng sư nương đang nhắc tới sư phụ? Sử bà đáp, dĩ nhiên là ta nói lão. Phong Vạn Lý nói, từ đó dường như trong lòng sư phụ phải ôm mối tâm sự nặng nề. Lão nhân gia thường tự hỏi, nàng có lên Bích Loa Sơn hay không? Nhất định là không. Nhưng nàng một mình phiêu bạt giang hồ, những lúc hiu quạnh không khỏi trông trời trông nước. Chuyện này thật khó nói lắm, thật khó nói lắm. Không chừng tình cũ còn chưa quên hẳn, ngó sen tuy gãy nhưng tơ lòng vẫn còn dương díu. Phong Vạn Lý quỳ dưới đất, vẻ mặt hết sức khó coi. Nếu hắn dâng một tiếng, tức là đã thừa nhận sư phụ nói thúi. Sử bà bảo hắn, ngươi đứng dậy nói tiếp đi, rồi sao ra làm sao? Phong Vạn Lý dập đầu một cái rồi nói, đa tạ sư nương. Đoạn hắn đứng lên kể tiếp. Hai ngày sau, sư phụ đột nhiên cười rộ không ngừng, gặp ai cũng hỏi, theo ngươi thì trên khắp thiên hạ võ công của ai cao nhất? Ai nấy đều đáp, dĩ nhiên võ công của trưởng môn phái Tuyết Sơn ta là cao nhất. Ai cũng nhận thấy thái độ sư phụ so với ngày thường thật khác xa. Có lúc người lại hỏi, võ công của ta cao ở chỗ nào, thì mọi người lại trả lời,
Từ xưa tới nay, nội lực sư phụ đã độc đáo nhất thiên hạ, kiếm pháp lại càng thế gian vô địch. Thực ra, trưởng môn không cần phải dùng kiếm, chỉ hai bàn tay không cũng đủ đã bại hết thiên hạ, không ai địch nổi. Sư phụ thấy bọn đệ tử trả lời như vậy thì chỉ mỉm cười chứ không lên tiếng. Hiển nhiên, người rất vừa lòng. Không ngờ, một hôm sư phụ ở trong viện gặp lục sư đệ liền hỏi, võ công ta so với chủ môn phái Thiếu Lâm là Phổ Pháp Đại Sư thì ai cao hơn? Lục sư đệ trả lời thế nào, bọn đệ tử không nghe rõ. Về sau, chỉ thấy gã bị chưởng đánh nát đầu, chết ngay lập tức. Sử bà bà thở ra một hơi, thần sắc buồn bã nói, gã họ Lục ngày thường vẫn bần bộn, sao người biết là sư phụ đã hạ thủ giết gã? Phong Vạn Lý đáp, bọn đồ nhi thấy lục sư đệ bị chết một cách thê thảm, lại sợ rằng thằng Lăng Tiêu có địch nhân xâm nhập, vội chạy đến báo sư phụ. Ngờ đâu sư phụ cười ha hả rồi nói, gã đáng chết lắm, chết là phải. Ta hỏi gã, giữa ta và trưởng môn phái Thiếu Lâm là Phổ Pháp Đại Sư, võ công ai cao hơn? Thằng lõi đó dám nói, từ khi Diệu Đế Đại Sư trưởng môn phái Thiếu Lâm tới Hiệp Khách Đảo, nghe nói Phổ Pháp Đại Sư ở chùa Thiếu Lâm là võ công cao nhất. Câu đó thì không sao, nhưng hắn lại nói nhanh những gì là công phu bản phái sở trường về kiếm chiêu biến ảo, còn võ công phái Thiếu Lâm lại tinh thâm hơn nhiều. 72 tuyệt kỹ đều có chỗ cao mình. Về kiếm pháp thì bản phái hơn phái Thiếu Lâm. Còn nói chung về võ công thì phái Thiếu Lâm đã sáng lập hơn ngàn năm. Nhưng chỗ sở đắc của họ so với bản phái dĩ nhiên phải hơn nhiều. Sử bà bà nói, đã trả lời như vậy chẳng sai chút nào. Thằng ngốc họ Lục đã học được cách ăn nói rõ ràng như vậy từ lúc nào? Mà nói riêng về kiếm pháp thì kiếm pháp phái Tuyết Sơn cũng chưa thấy có chỗ nào đặc biệt hơn Đạt Ma kiếm pháp của người ta. Vậy rồi lão chó chết bảo sao? Phong Vạn Lý nói, sư nương mạt sát sư phụ như vậy, đệ tử không dám nói nữa. Sử bà bà tức giận hỏi, bây giờ ngươi lại tôn kính sư phụ rồi? Chà, giờ mà lúc ta chưa quay về thành Lăng Tiêu, sao ngươi dám cấu kết với phường phản bạn để ám toán sư phụ? Phong Vạn Lý lại quỳ hai gối xuống, dập đầu đáp, tội đệ tử thật đáng chết. Sử bà bà nói, bọn đồ đệ của lão chó già đều dùng chữ Vạn làm chữ nhót, tên nào cũng có cái tên nghe rất nghĩa nhiều. Theo ý ta thì bọn ngươi phải gọi là Vạn Tử mới đúng. Nào là Phong Vạn Tử, Cảnh Vạn Tử, Kha Vạn Tử, Hoa Vạn Tử, Hô Diên Vạn Tử. Mọi người đứng tên ai, một quan lại chiếu thẳng vào mặt người đó. Bọn Cảnh Vạn Chung, Diên Vạn Nhận đều hổ thẹn, cúi gằm mặt xuống. Sử bà bà lại quát, đứng dậy, sư phụ ngươi còn nói sao nữa? Phong Vạn Lý dạ một tiếng, đứng dậy nói tiếp, sư phụ bảo thằng lõi này nói võ công bản phái cùng phái Thiếu Lâm mỗi bên một vẻ, thế là gã anh ta nói cùng lão trọc Phổ Pháp chẳng ai hơn ai, gã đáng chết, đáng chết lắm. Quỳ Đức tiên sinh Bạch Tự Tại này chẳng những võ công đệ nhất thiên hạ, mà 5000 năm sau trước mấy vạn dặm dọc ngang không tiện quán hậu, từ cổ chí kim chẳng ai bằng được. Sử bà bà buông lời mạt sát, ái chà, nói khoác đến thế mà không biết thẹn. Phong Vạn Lý nói, bọn đồ đệ thấy sư phụ nói mấy câu này chứng tỏ thần trí đã thất thường, chứ không phải lời sáng suốt. May lúc đó toàn người trong nhà, không đến nỗi đồn đại ra ngoài để bọn võ sư các phái khác lấy làm trò cười. Lúc ấy anh em ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám nói gì. Sư phụ lại tức giận quát mắng, bọn ngươi câm hết rồi sao mà không nói năng gì? Ta nói không đúng ư? Sư phụ lại chỉ Tô sư đệ hỏi, Giang Hồng, người bảo ta nói thế có đúng không? Tô sư đệ đành đáp, lời sư phụ dĩ nhiên là đúng. Sư phụ tức giận nói, đúng là đúng mà sai là sai, sao lại còn dĩ nhiên với chẳng dĩ nhiên?
ta hỏi người, võ công của ta cao đến mức nào? Tô sư đệ run rẩy đáp, võ công của sư phụ cao thâm không biết đến đâu mà lường, cổ kiềm chỉ có mình sư phụ mà thôi. Võ công bản phái đều do sư phụ chấn hưng cho rộng lớn thêm. Sư phụ lại cả tổ sư gia phái Tứ Sơn đều là nhóm nhí. Tổ sư gia truyền lại kiếm phổ quyền phổ gì đó thì ai nấy đều biết cả rồi, đâu có cao minh như ta. Tô sư đệ liền nói, đồ nhi e rằng tổ sư gia cũng không cao minh bằng sư phụ. Sử bà than thở, cái tính ngông cuồng tự đại của sư phụ ngươi đã có từ lâu, từ lúc ba mươi mấy tuổi lên làm trưởng môn bản phái, lão không gặp ai thắng được mình, đã dự tự cho là võ công mình thiên hạ đệ nhất. Ai nhắc tới võ công các phái khác như Thiếu Lâm, Võ Đan, lão đều cho là chẳng ra gì, chỉ có hình danh không đáng kể. Không ngờ tính ngông cuồng tự đại của lão càng ngày càng tệ, dám coi cả tổ sư gia bản phái không vào đâu. Thằng lõi Tô Dạng Hồng cũng thật sự không có chút tư cách nào, dám phỉ báng cả tổ sư gia để mình hót sư phụ. Phong Dạng Lý nói, sư nương, chắc sư nương không ngờ nổi, sư phụ nghe xong câu đó là dung chưởng đánh Tô sư đệ văng ra mấy trượng, chết ngay lập tức. Sư phụ còn quát, không cao minh là không cao minh bằng, sao còn e rằng, với chẳng e rằng gì nữa. Sử bà la lớn, nói can, nói bậy, lão chó già đó có hồ đồ gấp mười cũng không đến nỗi vì hai chữ e rằng mà giết một tên đệ tử thân yêu. Tôn Dạng Lý nói, sư nương mình xét, ngày thường sư phụ đối với bọn đệ tử ơn nặng như núi, dù đệ tử có tệ hại đến đâu cũng không dám bịa đặt nói càng. Việc này có hơn hai chục người thấy rõ, sư nương cứ hỏi thì sẽ biết. Sử bà đảo mắt nhìn vào mặt từng tên đệ tử chi trưởng ở lại thành Long Tiên, sắc mặt của bọn này đều tỏ vẻ đồng ý, tự như cùng nói. Tình hình lúc đó thật sự là như thế, Phong sư ca hoàn toàn không nói dối. Sử bà lắc đầu quầy quậy, thở ra một hơi nói, việc như thế làm sao ta tin được, chẳng cách nào lão bị điên được sao? Phong Dạng Lý nói, sư phụ thật tình đã mắc bệnh, thần trí không được minh mẫn. Sử bà nói, thế thì các ngươi phải tìm thầy thuốc chữa cho lão chứ. Phong Dạng Lý nói, bọn đệ tử lúc đó cũng đã nghĩ vậy, nhưng không dám tự quyết, liền cùng mấy vị sư thúc thương lượng rồi đi mời hai vị danh y nổi tiếng nhất trong thành là Nam Đại Phu và Đới Đại Phu đến xem mạch cho sư phụ. Sư phụ vừa thấy đã hỏi họ đến để làm gì. Hai vị đại phu không dám nói thẳng, chỉ bảo là nghe tin sư phụ ăn uống không được ngon miệng, bọn họ ở trong thành đã được sư phụ chiếu cố lâu ngày. Một là vì lòng cảm kích, hai là vì quan tâm đến sức khỏe của sư phụ, nên đến dân an thăm hỏi. Sư phụ liền nói ngay là chẳng có bệnh gì, lại hỏi họ, các vị có biết từ cổ chí kim võ công cao cường nhất là ai không? Nam đại phu đáp, về võ học tiểu nhân không biết một tí gì, nếu bàn luận trước mặt quy đức tiên sinh thì có khác gì múa rìu qua mắt thợ. Sư phụ cười ha hả rồi nói, múa rìu qua mắt thợ cũng không sao, người cứ nói ta nghe thử. Nam đại phu liền đáp, tiểu nhân nghe nói phái Thiếu Lâm là núi Thái Sơn là sao bắt đầu trong võ lâm, đạt ma sư tổ thả bè lau qua sóng lập ra phái Thiếu Lâm trước hết. Vậy tiểu nhân nghĩ rằng tự cổ chí kim đạt ma tổ sư là người võ công cao hơn hết. Sử bà gật đầu nói, nam đại phu đó nói rất hay. Phong Dạng Lý nói, nhưng sư phụ nghe thế lại không vui vẻ, nổi giận nói, lão đạt ma đó là người nước Thiên Trúc cõi Tây Vực, quân địch mang gì, người cho một tên mọi rợ là gây gớm, há chẳng làm mất oai phong của Trung Hoa hay sao? Nam đại phu quảng hốt nói, dân dân, tiểu nhân biết tội. Sư phụ lại hỏi tới Đới đại phu. Đới đại phu đã trông gương Nam đại phu, khi nào
còn dám đề cao phái Thiếu Lâm. Lão liền đáp: tiểu nhân nghe nói tổ sư Trương Tam Phong phái võ đan võ thuật thông thần đã sáng lập ra quyền trưởng nội gia còn cao minh hơn phái Thiếu Lâm. Theo ý kiến của tiểu nhân thì Đạt Ma sư tổ là người mọi rợ không đáng nói đến. Vậy Trương Tam Phong tổ sư đáng là người thứ nhất trong võ lâm từ cổ chí kim. Sử bà nói: Thiếu Lâm võ đan là hai môn phái lớn, không thể nói võ công phái võ đan hơn phái Thiếu Lâm được. Có điều Trương Tam Phong tổ sư là một vị đại tôn sư đã nổi tiếng võ lâm mấy trăm năm nay, đó hoàn toàn là những việc không thể nghi ngờ. Phong Vạn Lý nói: sư phụ đang ngồi trên ghế, vừa nghe Đới Đại Phu nói xong liền đứng phắt dậy nói: ngươi bảo Trương Tam Phong sáng lập ra quyền trưởng nội gia là ghê gớm lắm ư? Ta thấy cũng tầm thường thôi. Phái võ đan sở trường về quyền pháp thì chiêu hư trung hữu thực, ta chỉ cần đánh như thế này đỡ như thế kia là phá được ngay. Trương Tam Phong mà ra chiêu giả mã phân tông trong thái cực quyền thì ta chỉ cần móc bên này một cái, đá bên kia một cước là ông ta lập tức ngã lăn xuống đất. Thái cực quyền của phái võ đan làm sao là đối thủ của phái Tuyết Sơn kiếm pháp được? Sư phụ vừa nói vừa biểu diễn chưởng phong dù dù khiến cho hai vị đại phu sợ tai mặt, bọn đệ tử đứng ở bên ngoài thấy rất rõ nhưng cũng chẳng ai dám chạy vào can trở. Sư phụ thì triển mấy chục chiêu rồi hỏi: võ công của ta so với lão Trọc, Đạt Ma và lão Mũi Trâu Trương Tam Phong đó như thế nào? Nam đại phu ấp úng: cây đo, cây đo. Đới đại phu liền nói: bọn tiểu nhân chỉ biết chẩn bệnh chữa thuốc chứ không hiểu võ công. Quỳ Đức tiên sinh nói vậy, chả lẽ võ công của lão tiên sinh còn lợi hại hơn Đạt Ma cùng Trương Tam Phong hay sao? Sử bà tức mình nói: đồ mặt dày, không biết mụ nói ba chữ đó là Thóa Mạ, Đế Đại Phu hay Bạch Tự Tại. Phong Vạn Lý nói: sư phụ giận dữ la lên, ta đã biểu diễn mấy chục chiêu mà ngươi còn chưa tin lời ta nói, dám nói chẳng lẽ thì ngươi khinh ta quá lắm. Đoàn sư phụ dùng tài phóng chưởng đánh chết hai vị đại phu ngay ở trong phòng. Sử bà nghe Phong Vạn Lý nói một hồi bất giác lạnh toát cả người. Mụ lại thấy đệ tử phái Trú Sơn tên nào cũng lộ vẻ bất phục. Con trai mình là Bạch Vạn Kiếm xấu hổ cúi đầu bèn nghĩ: điều thứ ba trong môn quy bản phái đã ghi rõ, không được đả thương những người không biết võ công. Điều thứ bốn lại cấm không được hại kẻ vô tội. Lão chó già này đã giết đệ tử bản môn khiến mọi người sinh lòng bất mãn, lại hạ sát cả hai vị y sinh, thật sự đã phạm rất nặng vào môn quy bản phái thì còn làm chứng môn thế nào được. Bỗng nghe Phong Vạn Lý lại nói tiếp: lúc đó sư phụ thấy bọn đệ tử lộ vẻ khác lạ liền quát hỏi: bọn ngươi nhìn ta ngơi ngáo kiểu gì vậy? Có phải bọn ngươi đang mắng thầm ta đã vi phạm môn quy có phải không? Môn quy phái Thuyết Sơn là do ai lập ra, từ trên trời rớt xuống hay do người phàm tục lập ra? Nếu đã do người ấn định thì sao lại không canh cãi được? Giả tỷ tổ sư là người dựng ra 10 điều môn quy mà còn sống đến nay, nhất định cũng đánh không lại ta để ta đoạt chức trưởng môn. Chính lão cũng phải nghe lệnh ta sai khiến. Sư phụ tró vào mũi yên sư đệ nói: lão thất tự cổ chí kim ai là người võ công cao nhất, ngươi thử nói ta nghe. Yên sư đệ bán tính quật cường liền đáp: đệ tử không biết. Sư phụ tức quá quát hỏi: sao ngươi lại không biết? Yên sư đệ đáp: sư phụ chưa dạy qua nên đệ tử không biết. Sư phụ liền bảo: tốt, vậy bây giờ ta dạy cho ngươi. Trưởng môn phái Tuyết Sơn Quy Đức tiên sinh Bạch Tự Tại là tay kiếm thủ đệ nhất, quyền cước đệ nhất, nội công đệ nhất, ám khí đệ nhất, từ cổ chí kim là đại anh hùng, đại hào kiệt, đại hiệp sĩ, đại tôn sư. Người đọc lại cho ta nghe thử.
Yên sư đệ đáp: đệ tử ngu dốt, thật tình không thể nhớ nổi một câu dài như vậy. Sư phụ liền giơ chưởng lên hỏi: ngươi có đọc không? Yên sư đệ hậm hực đáp: đệ tử xin đọc. Chưởng môn phái Tuyết Sơn, Quy Đức tiên sinh Bạch Lão Gia đã nói người là tay kiếm thủ đệ nhất. Sư phụ không chờ y đọc hết, đã dùng chưởng đánh vào đầu y, quát lên: sao ngươi lại thêm hai chữ đã nói? Là dụng ý gì? Người tưởng ta không nghe thấy hay sao? Yên sư đệ bị sư phụ đánh một chưởng, đầu óc vỡ tan ra mà chết. Mọi người còn lại, dù lớn mật đến đâu, cũng phải theo ý sư phụ. Từng người đọc: chưởng môn phái Tuyết Sơn, Quy Đức tiên sinh Bạch Lão Gia là tay kiếm thủ đệ nhất, quyền cước đệ nhất, ám khí đệ nhất từ cổ chí kim. Lão gia còn là đại anh hùng, đại hào kiệt, đại hiệp sĩ, đại tôn sư, ai nấy đều phải thuộc lòng, không được sai một chữ. Bây giờ sư phụ mới tha cho bọn đệ tử lui ra. Phong Vạn Lý lại kể tiếp. Bọn đệ tử đều lấy làm tức giận mà không dám nói. Hôm sau tẩn liệm và đưa đám ba vị sư đệ cùng hai vị đại phu, sư phụ lại đến đại náo linh đường, đá tung năm cổ bài vị của năm người quá cố. Đỗ sư đệ cả gan tiến ra khuyên can, liền bị sư phụ lượm một cái bài vị đập què chân. Ngày tối hôm đó, cả bảy vị sư huynh đệ không từ biệt bỏ đi. Hết thảy mọi người đều nhìn thấy cục diện phái Tuyết Sơn sắp đổ vỡ tan tành, ai cũng hồi hộp trong lòng, tự biết bàn tay của sư phụ bất cứ lúc nào cũng có thể đập xuống đầu mình. Anh em lâm vào tình trạng bất đắc dĩ, liền bàn nhau bỏ thuốc mê vào thức ăn của lão già, ngã lăn ra rồi lấy xiềng xích khóa chân tay lại. Bọn đệ tử hành động phản loạn phạm thượng, đại nghịch bất đạo, tội rất lớn, xử trị thế nào là tùy sư nương quyết định. Phong Vạn Lý nói xong, không lưng thi lễ trước mặt Sử bà rồi lùi vào đám đông mà đứng. Sử bà ngẩng người ra một hồi lâu, nghĩ tới trưởng phu nổi tiếng anh hùng một thời mà đến lúc già lại đâm ra thần trí hồ đồ, không khỏi đau lòng, hai mắt đỏ quy như sắc trà nghệ. Mụ cất giọng run run hỏi: những lời Phong Vạn Lý nói có chỗ nào quá đáng hay sai sự thật không? Hỏi xong câu này, nước mắt mụ đã chảy ra ngoài. Mọi người không ai lên tiếng. Hồi lâu thằng tự học mới đáp: sư tẩu, sự thật đích xác là như vậy. Nếu bọn tiểu đệ lừa gạt sư tẩu, chẳng quá ra tội càng thêm tội ư? Sử bà lớn tiếng hỏi: dù cho chưởng môn sư huynh của các ngươi có thần trí hồ đồ giết người vô tội đi nữa, thì các ngươi hiệp lực phế trừ lão đi là được rồi. Sao các ngươi lại án toán cả đến bọn Dạng Kiếm giữa ở Trung Nguyên về? Các ngươi muốn diệt trừ hết bọn đệ tử chi chủ hay sao? Hành động nhổ cỏ tận gốc này là có nghĩa gì? Tề Tự Miễn đáp: tiểu đệ không tán thành việc gia hại sư ca cùng đệ tử chi trưởng, vì thế đã cùng Lưu sư ca tranh biện kịch liệt, thậm chí hạ sát thủ suýt giết Lưu sư ca. Vụ này chắc sư tẩu cũng đã biết. Sử bà ngơ ngẩn xuất thần, nước mắt chảy ròng ròng xuống má. Một lúc sau, ngụ thở dài nói: cái đó kêu bằng trời không chịu đất, đất chẳng chịu trời. Việc đã đến thế, cũng không thể trách mọi người được. Lưu Tự Lệ từ lúc bị Bạch Nhạn Kiếm chặt đứt một chân, vết thương chảy máu ra như suối. Nhưng hắn là người rất cương ngạnh, không thèm kêu la một tiếng. Từ điểm việc đạo để cầm máu, rồi gắn gượng xé giật áo buộc vết thương. Ngay cả những tên đệ tử thân cận của lão cũng sợ liên lụy, không tên nào dám lại nâng đỡ. Sử bà lúc trước nghe Lưu Tự Lệ khởi xướng vì sát hại bọn đệ tử chi trưởng của Bạch Tự Tại thì trong lòng căm hận vô cùng. Nhưng từ lúc mụ tụi bay thật là giống súc sinh, mắt thấy sư phụ mình bị trọng thương mà chỉ đứng tự thủ bàng quan, còn đáng làm người nữa không? Bây giờ bọn đệ tử chi bốn mới chạy lại tranh nhau buộc vết thương cho Lưu Tự Lệ. Mọi người khác cũng tưởng như cất được khối đá đang đè nặng trên vai. Chúng tự nghĩ:
Sử bà bà đã khoan dung cho cả Liêu Tử Lệ. Tội trạng bọn mình còn nhẹ hơn, dĩ nhiên không có gì đáng ngại lắm. Có người lấy chìa khóa mở xiềng xích hết cho bọn Cảnh Dạng Chung, Nhân Dạng Nhận, Ung Dạng Dực, Hoa Dạng Tử. Sử bà bà lại nói, trưởng môn nhất thời thần trí thất thường, hành vi không đúng đắn. Các ngươi nên tìm cách khuyên can y mới phải. Thế mà các ngươi lại mưu đồ phản loạn, đại phạm môn quy. Việc này xử đoán thế nào, ta cũng chưa quyết được. Việc trước tiên là chúng ta hãy thả trưởng môn ra, để thương nghị với ông ấy trước đã. Mọi người vừa nghe thấy đều biến sắc, bừng bả dạ. Bây giờ mà tha lão hung thần ác sát đó ra, thì mọi người chúng ta làm sao còn giữ được mạng? Họ ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Sử bà bà tức giận nói, sao các ngươi muốn giam cầm ông ta cả đời ư? Tội ác của các ngươi như vậy còn chưa đủ hay sao? Thành Tự Học nói, sư tổ, mọi người ở đây đều mắt thấy tai nghe, trưởng môn phái Tuyết Sơn bây giờ là sư tổ chứ không phải Bạch Sư Ca. Dĩ nhiên là phải dâng lệnh trưởng môn mà thả Bạch Sư Ca ra, nhưng trước hết phải tìm cách chữa bệnh cho ông ấy đã. Nếu không Sử bà bà thét lớn, nếu không thì sao? Thành Tự Học đáp, tiểu đệ chẳng còn mặt mũi nào nhìn thấy Bạch Sư Ca nữa, xin cáo từ trước. Là nói xong xá dài một cái. Tề Tự Miễn, Liên Tự Tiến cũng nói, nếu sư tẩu khoan hồng đại lượng tha mạng cho tất cả, thì bọn tiểu đệ xin xuống núi, suốt đời không dám bước vào thành Lăng Tiêu một bước. Sử bà bà nghĩ bụng, bọn này sợ lão cho già ra đây tính sổ cũng là chuyện thường tình mà thôi. Nhưng nếu chúng bỏ đi hết, thì thành Lăng Tiêu chỉ còn là tòa thành trống rỗng, còn như là phái Tuyết Sơn nữa. Ngụy liền nói, được, như vậy ta bất tất phải vội vàng. Trước hết ta phải đến xem ông ấy thế nào cái đã. Nếu chưa có phương pháp hoàn thiện, thì chưa thả ông ta ra một cách dễ dàng. Thành Tự Học, Tề Tự Miễn, Liên Tự Tiến đưa mắt nhìn nhau, bừng bả dạ. Họ là vợ chồng, dĩ nhiên có mối thâm tình, ngụ phải thiên vị trượng phu. May ở chỗ chúng ta còn đủ cặp giò. Nếu mụ thả lão điên đó ra thật, thì chẳng lẽ chúng ta không biết chạy hay sao? Sử bà bà gọi, Kiếm Nhi, A Tú. Rồi mụ quay lại gọi Thạch Phá Thiên, Ức Đào, cả ba người đi theo ta. Mụ lại nhìn bọn Thành Tự Học nói, xin bà dì dẫn đường, cứ đứng ngoài nhà lao để nghe ta nói chuyện với y. Nếu không e rằng mọi người không thể yên tâm, cứ sợ ta bàn tính với y dân một mẻ lưới mà quét sạch. Thành Tự Học nói, khi nào tiểu đệ dám nghĩ như vậy? Tuy miệng lão nói thế, nhưng trong lòng không khỏi nâm nước sợ chết. Lão đưa mắt nhìn Tề Tự Miễn và Liên Tự Tiến vừa ra khỏi sảnh đường. Liên Tự Lịch nhìn một tên đệ tử tinh khôn nhất trong bọn ra hiệu, gã này hiểu ý, bèn đi sau một đoạn. Đoàn người xuyên qua dãy hành lang, đi một lúc thì tới chỗ gian Thạch Phá Thiên trước kia. Thành Tự Học đi đến chỗ ông lão bị nhốt, liền nói, chính là chỗ này, xin chủ môn gánh vác trách nhiệm thay cho bọn tiểu đệ. Thạch Phá Thiên lúc ở nhà đại sảnh nghe mọi người nói chuyện, đã đoán người bị giam trong thạch lao là Bạch Tự Tại. Quả nhiên chàng đã đoán trúng. Thành Tự Học lấy chìa khóa bên mình ra mở cửa thạch lao. Người đâu khi nhìn đến thì thấy khóa đã bị ai mở ra từ trước rồi. Lão ủa lên một tiếng, lộ vẻ cực kỳ kinh hãi, mặt không còn huyết sắc, nghĩ bụng, khóa đã mở rồi, chắc là lão điên kia đã trốn thoát ra. Hai tay lão run lên, không dám đẩy cánh cửa đá ra. Sử bà bà đẩy mạnh một cái, cánh cửa mở rộng. Thành Tự Học, Tề Tự Miễn, Liên Tự Tiến, ba người chẳng ai bảo ai mà cùng ngồi lại mấy bước. Mọi người thấy trong thạch thất chẳng có một ai. Thành Tự Học la lên, hỏng rồi, hỏng rồi, ông ta chạy trốn rồi. Nhưng lão vừa nói xong sực nhớ ra đây mới là cửa ngoài thạch lao, còn một lần cửa bên trong nữa mới đến chỗ giam người. Tay lão sung lên sau chìa khóa kêu loảng xoảng, không dám vào mở tầng cửa thứ hai. Thạch Phá Thiên toan nói cho lão hay là lần cửa trong chàng cũng đã mở rồi, nhưng chàng nghĩ hiện mình đang giả câm thì không nói hay hơn, nên cứ im lặng.
Sử bà bà giành lấy chừng chìa khóa tra vào nhổ, thì phát giác khóa đã mở rồi. Mụ nói nhỏ, lão đã trốn mất rồi. Mụ lại càng thêm lo. Đầu óc ông ta đang có bệnh, nếu trốn ra khỏi thành Lăng Tiêu, len lỏi vào trốn giang hồ, biết đâu lại gây nên nhiều quả lớn. Hai tay mụ run nảy bẫy, đi lên bệ cánh cửa đá. Cánh cửa vừa hé mở, đã nghe tiếng lão già khàn khàn cười hô hố. Mọi người thấy bạch tự tại còn ở trong nhà lao, đều tưởng chừng như cất được gánh nặng. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Bạch tự tại cười một trận tiêu cuồng rồi lớn tiếng nói. Phái Tiêu Lâm là gì? Phái Gió Đen là gì? Gió Công, những phái đó ra cái chó gì? Bắt đầu từ hôm nay, hết thảy mọi người trong Gió Lâm đều nên chuyển qua học võ công của phái Tuyết Sơn. Còn bất luận môn phái nào khác nên quỷ bỏ hết đi. Mọi người có nghe rõ không? Dưới gầm trời này, nói về hèm quan chức thì hoàng đế là chí tôn, nói về kẻ đọc sách thì Thánh Khổng Phu Tử là chí tôn, còn nói về đao kiếm quyền cước thì mổ đây tức Quy Đức Tiên Sinh Bạch Tự Tại là bậc chí tôn. Kẻ nào không phục, ta sẽ chặt rụng đầu nó xuống. Quý vị và các bạn thân mến, Thạch Phá Thiên có nhiều phần thắng cho Bạch Vạn Kiếm trong lần giao đấu này. Mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm nay cũng trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.